Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020, tức là ngày mùng 5 tháng 6 năm Canh Tý các bạn nhé. Ngày hôm nay là ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ các bạn nhé. Ngày này á là ngày có ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc, ngày Kỷ Tỵ, tức là chi sinh cho can, có nghĩa là họa sinh cho thổ. Hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, đại lâm mộc, kỷ tuổi, quý hợi, đinh hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, và đặc biệt là tuổi Tân Mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc nhé. Ngày này là ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu tạo thành kim cục đó. Nhưng trong ngày này cũng xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí nữa đó. Tiếp theo mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 như sau nhé. Tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tý như sau. Xem tử vi của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, ngày này bạn đang có cái báo hiệu sức khỏe của bạn tương đối là tốt, cái vận trình của bạn có được cái sự thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn hoàn thành được hầu hết mọi công việc, gây ấn tượng được với cấp trên, với đồng nghiệp nữa đó. Nhờ vậy mà khoảng cách đến tới cái mục tiêu của bạn trong ngày càng được rút lại gần, cái vận trình sự nghiệp của bạn được cải thiện rất chi là đáng kể bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý trong ngày này bạn mệnh có được cát tinh trợ giúp, cho nên ngoài thường xuyên được mọi người giúp đỡ, kể cả những người lạ cũng giúp đỡ, ủng hộ, tương trợ cho bạn nữa đó. Bạn tuổi Tý có được cái điều này cũng là do nhân duyên và cái sự tử tế của bạn tuổi Tý có được đó. Bạn luôn luôn vui vẻ, niềm nở, tự tin thì cái vận trình của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn đó bạn tuổi Tý nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang có cái điểm báo, có cái sự xung khắc trong cái mối quan hệ của bản thân mình đối với những người thân trong gia đình đó. Cái những cái ý kiến của bạn đưa ra có thể gây ra sự bất đồng giữa những thành viên. Cái điều này bạn tuổi Tý bạn cần phải suy xét lại những cái lời ăn tiếng nói của mình đối với những thành viên trong gia đình nhé. Khi đưa ra câu hỏi, đưa ra lời nói phải cần cái sự chắc chắn, phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Và bạn tuổi Tý, bạn đừng có khăng khăng làm theo ý của mình, bác bỏ ý kiến của người khác một cách vô lý nhé. Cái điều này sẽ không tốt cho bạn đâu đó nhé. Đối với giờ tốt của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này là từ 7 giờ đến 9 giờ, bạn có được quý nhân giúp đỡ trong ngày như là bạn tuổi thân và tuổi tỷ vậy. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Sửu như sau nhé. Xem tử vi của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, bạn tuổi Sửu đang gặp tỷ kim xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang có cái điểm báo với một những cái sự rắc rối trong cái vận trình công danh sự nghiệp của mình đó. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu không có được cái sự khéo léo, bạn vướng vào những cái cuộc tranh chấp vô nghĩa, và tốt nhất bạn không nên nghe theo cái lời xu nịnh kích bác của người ngoài bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này có thể rơi vào cái tình trạng bị cô lập hoặc là bị xa cách do tính chính cái bản tính trầm lắng, trầm lặng của bạn đó.
bạn ít thể hiện suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình ra bên ngoài. Và bạn tuổi Sửu để thay đổi được cái vận trình của mình tốt hơn, bạn cần phải cởi mở hơn đối với mọi người xung quanh. Có như vậy, bạn mệnh sẽ nhận ra được mọi người xung quanh cũng yêu quý bản thân mình, yêu quý hơn bạn tưởng tượng đó nhá. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngũ hành hỏa sinh cho thổ. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn lại có được cái sự tiến triển tốt đẹp đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn rất chi là hòa hợp với cái nửa kia của mình. Dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn mệnh cũng sẽ có được cái sự tâm đầu, tâm sự, thảo luận cùng với người ấy. Nhờ thế mà có được gia đình lúc nào cũng trong ấm ngoài êm, bình yên và hạnh phúc bạn tuổi Sửu nhé. Giờ tốt đối với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này là từ 13 giờ đến 15 giờ. Bạn có được quý nhân giúp đỡ là bạn tuổi Tỵ và bạn tuổi Mão nhé. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 đối với bạn tuổi Dần nhé. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy rằng là ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang có cái điềm báo ngũ hành tương hình, cho nên vận trình của bạn không được suôn sẻ, đặc biệt là về cái phương diện sự nghiệp của bạn không được thuận lợi, không được như mong muốn, bạn đã gặp nhiều bất trắc nhá. Và bạn tuổi Dần, bạn sẽ phải gánh vác nhiều công việc một cách nặng nhọc mà không nhận được cái sự giúp đỡ của người thân, bạn bè hay là bất cứ ai đâu nhá. Và bạn mệnh tuổi Dần cần phải tự mình hoàn tất tất cả các nhiệm vụ được giao trong ngày đó. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, bạn cần phải chú ý là làm từng công việc một, chứ không nên làm một cách nhanh chóng và cẩu thả. Bởi nếu như bạn tuổi Dần có làm sai một việc gì đó thì sẽ phải mất rất chi là nhiều thời gian, khá chi là vất vả để sửa chữa những cái lỗi lầm, sai lầm đó bạn tuổi Dần nhé. Chậm mà chắc còn hơn là nhanh, ẩu đả rồi tốn công, mất sức với bản thân mình đó. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang có được cái sự báo hiệu có chính quan xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Dần rất chi là chính trực, có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với công việc. Vì vậy mà trong công việc của bạn tuổi Dần, dù có vất vả hiện giờ, bạn đang phải gánh vác, gánh chịu tạm thời mà thôi. Bạn mệnh tuổi Dần chắc chắn sẽ có được cái cơ hội tăng tiến trong tương lai. Vì thế, bạn cần phải nỗ lực, tự tin, cố gắng hơn nữa bạn tuổi Dần nhé. Ngày tốt đối với bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này là từ 7 giờ đến 9 giờ. Và quý nhân giúp đỡ cho bạn tuổi Dần trong ngày này là tuổi Tuất, tuổi Mão. Tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Mão. Và xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, bạn đang có được cái sự báo hiệu, cái vận trình tình cảm của bạn có được cái sự tươi sáng nhá. Trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, tình duyên của bạn được khởi sắc, bạn có được nhiều tín hiệu tốt đẹp nữa. Đối với những bạn còn độc thân, bạn tuổi Mão sẽ có cơ hội tỏa tình với đối tượng mà mình thầm thương chọn nhớ mấy lâu nay đó nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mão, đối với những cặp đôi hẹn hò, vui vẻ, trao yêu thương, cái mối quan hệ vô cùng là khăng khít, bạn rất chi là tươi vui, thể hiện trong từng cử chỉ, hành động, gương mặt, nụ cười và tâm trạng của bạn vui vẻ cả ngày, sức sống thể hiện rất chi là rõ đó bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, đối với những người xung quanh đều nhận ra bạn đang rất chi là hạnh phúc. Dù ai có làm sai cái điều gì đi chăng nữa, có lỗi đối với bạn tuổi Mão trong ngày này thì bạn cũng dễ dàng bỏ qua, không tính toán, không so đo đó bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên, về cái phương diện
tài lộc của bạn tuổi Mão trong ngày này á, bạn lại đang có cái điểm báo, có cái sự hao tài. Bạn cần phải cẩn trọng trong cái quyết định mua sắm hay là đầu tư về tài chính bạn tuổi Mão nhé. Bạn mệnh tuổi Mão trong ngày này á, dễ mất tiền do không tính toán kỹ lưỡng, thiếu đi cái sự tỉ mỉ, bỏ quên những cái tình tiết quan trọng nữa đoạn. Và ngày này với bạn tuổi Mão, khi ra ngoài bạn cần phải mang vừa đủ tiền thôi, không mang nhiều tiền, không mang những cái vật dụng quan trọng. Bạn cần phải suy nghĩ, tư duy cẩn thận trong những cái tư trang đồ đạc của mình mang theo, kẻo lại có kẻ gian dòm ngó hay là bỏ quên do sơ suất các bạn nhé. Và giờ tốt đối với bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này là từ 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi bạn tuổi Mão nhé. Tiếp theo mời các bạn cùng đoán xem tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, bạn đang có cái báo hiệu là con đường công danh sự nghiệp của bạn gặp rắc rối nhá, công việc của bạn không được thuận lợi do chịu ảnh hưởng của kiếp tài xuất hiện đó. Và bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn có thể nhận ra rằng người mà mình tin tưởng bấy lâu nay cũng không tốt đẹp như bạn thường nghĩ đâu đó bạn tuổi Thìn nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn á, có thể là sẵn sàng bị hãm hại bản mệnh nếu những cái điều đó mang lại lợi ích cho họ đó. Trong khi cái vấn đề này xảy ra đối với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải nhìn nhận rõ lại cái điều quan trọng nhất là phải giữ vững được cái sự bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết một cách hợp lý đó. Đừng nên dành quá nhiều thời gian để thất vọng, buồn nản, thậm chí là nghĩ cách trả thù người khác bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay thì bạn tuổi Thìn nên lựa chọn hướng tốt nhé. Còn về cái phương diện sức khỏe của bạn tuổi Thìn trong ngày này, sức khỏe của bạn không được ổn định cho lắm, nhất là về cái con đường máu huyết nhé. Ngày này tâm trí của bạn tuổi Thìn lao động chân tay, kể cả là những người làm ở văn phòng, lao động bằng trí óc hay ngồi cạnh máy vi tính á, thì bản mệnh đứng lên ngồi xuống có những cái biểu hiện chóng mặt đó nhá. Bản mệnh trong ngày này nên sử dụng những cái thực phẩm bồi dưỡng về khí huyết như là trà thảo dược an thần và nghỉ ngơi hợp lý để bồi dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh hơn bạn tuổi Thìn nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Thìn trong ngày này từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất nhé. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020 thứ bảy của bạn tuổi Tỵ. Và xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Tỵ đang có được chính ấn xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn có được một ngày tốt lành trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn nhận được cái sự tin tưởng của mọi người nên dễ dàng được cân nhắc lên những cái vị trí quan trọng. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình để có được đạt được những cái thành tích như ý muốn bạn tuổi Tỵ nhé. Bạn tuổi Tỵ, bản mệnh là người thông minh và tốt bụng nên dễ dàng được đồng nghiệp cũng như được lãnh đạo yêu mến. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Tỵ, bạn muốn tăng tiến hơn nữa, tăng tiến nhanh chóng hơn trong cái sự nghiệp của mình, thì bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải xác định được cái mục tiêu rõ ràng hơn, chứ không nên chỉ làm tốt những cái công việc đang được phân công, đang được cấp trên giao phó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn gặp được ngày ngũ hành hỏa sinh cho thổ, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn cũng khá chi là êm đẹp. Đôi bên luôn thân thiết và cố gắng thấu hiểu lẫn nhau, và mỗi khi có cái sự mâu thuẫn xích mích xảy ra, bản mệnh không ngại là người xuống nước trước và nhận lỗi sai về bản thân mình, về phía mình. Bản mệnh cho rằng vợ chồng thì không nên có những cái chuyện
thẳng thắn thẳng thua đâu đó bạn nhé. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020, thứ bảy của bạn tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ đang có được cái sự báo hiệu thăng tiến thuận lợi. Bạn có được tam hội cục nâng đỡ, mọi cái kế hoạch của bạn trong ngày đặt ra đều có những bước phát triển đáng chi là mừng nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy hết mình vì công việc bản mệnh, chắc chắn sẽ đạt được những cái kết quả đáng khích lệ, được cấp trên khen ngợi nữa đó. Trong cái mối quan hệ của bạn tuổi Ngọ ngày thứ bảy này cũng vô cùng là hài hòa, và cái điều này làm cho bạn sẽ gặp được quý nhân chính như cái thời điểm quan trọng nữa đó bạn nhé. Và bạn tuổi Ngọ, nếu như đang khúc mắc cái vấn đề gì, bạn đừng có ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp cho bạn những cái ý tưởng, những cái cách giải quyết giúp cho bạn làm công việc được hiệu quả, nhanh chóng hơn, đạt được cái mục tiêu ngoài sức tưởng tượng nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, bạn cần phải nắm chắc cái cơ hội đặt ra trước mắt và tin tưởng vào bản thân mình hơn ai hết. Rất có thể bản mệnh sẽ được cấp trên để ý, và bạn là người thông minh, nhạy bén, chẳng có cái việc gì làm khó được bạn đâu đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và giờ tốt đối với bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này là từ 7 giờ đến 9 giờ, và quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, bạn tuổi Ngọ nhé. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020, thứ bảy của bạn tuổi Mùi. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi, cái vận trình tình duyên của bạn đang có báo hiệu có được cái sự khởi sắc một cách rõ rệt bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, những bạn còn độc thân có được một ngày đào hoa nở rộ, gây ấn tượng được tốt đẹp cho những người khác phái nữa đó. Và bạn tuổi Mùi á, bạn hãy tìm một người thực sự với mình, biết đâu sẽ là người nắm tay bản mệnh đi đến cuối cuộc đời nữa đó nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mùi, đối với những bạn đã lập gia đình rồi có được một ngày rất chi là bình yên, nửa kia luôn quan tâm thấu hiểu, khiến cho bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong ngày nữa đó. Và bạn tuổi Mùi, bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bản mệnh tuổi Mùi lại không được thuận lợi trong cái sự nghiệp của mình cho lắm. Bạn tuổi Mùi trong ngày đang có tỷ kim xuất hiện, làm cho bạn rất dễ nảy sinh cái sự bất đồng, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nóng này chẳng giúp ích được gì cho bạn trong cái phương diện sự nghiệp. Cái điều này bạn cần phải nhớ rõ bạn tuổi Mùi nhé. Điều đôi bên cần phải làm là cần phải tỉnh táo, bình tĩnh, thảo luận để giúp ra được cái suy nghĩ chung, giải quyết cái sự mâu thuẫn trong cái mối quan hệ, trong cái giải quyết công việc bạn tuổi Mùi nhé. Giờ tốt của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020, thứ bảy của bạn tuổi Thân. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang có được cái sự báo hiệu tích cực, có được nhị hợp thủy cục, cho nên cái vận trình của bạn được khởi sắc, bạn có được cái sự cởi mở, tư tưởng thì được phóng khoáng nhá. Bạn tuổi Thân, bạn dễ dàng tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của mọi người với bạn trong ngày. Cái việc này giúp cho công việc của bạn diễn ra một cách nhẹ nhàng, êm xuôi và dễ dàng đạt được cái kết quả như ý muốn đó. Bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn có được cái sự vô cùng nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ mọi người. Thế nhưng bên cạnh nó cũng
có những người không xứng đáng với cái lòng tốt của bạn đâu. Thậm chí có kẻ xấu bụng còn sẵn sàng làm việc tổn hại đến bạn trong ngày nữa nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn cũng đừng quá thất vọng hay là bi quan khi phải đối diện với cái vấn đề rắc rối, mà bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý của mình để giải quyết những cái rắc rối một cách êm xuôi bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Thân, về cái phương diện tình cảm của bạn trong ngày cũng không được tốt cho lắm. Ngũ hành xung khắc, bạn mệnh rất dễ khắc khẩu với cái nửa kia của mình trong ngày đó. Trong ngày có những cái ý kiến dùa, có một số cái chỗ mâu thuẫn với nhau, khi cả hai người đều đang nóng nảy thì bạn nên dừng cái cuộc trò chuyện lại và đợi khi cả hai cùng bình tĩnh hơn thì mới tiếp tục bạn tuổi Thân nhé. Về giờ tốt đối với bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này là từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020, thứ bảy của bạn tuổi Dậu. Và xem tử vi 12 con giáp thứ bảy này của bạn tuổi Dậu ạ. Ngày này nhờ có cái sự trợ giúp của tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên bạn mệnh tuổi Dậu thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình, nhờ cái sự quyết đoán của mình mà bạn tuổi Dậu có thể chinh phục được lòng tin của mọi người và đưa tập thể tới cái thành công đó bạn tuổi Dậu nhé. Tuy nhiên bạn tuổi Dậu trong ngày này khi có những cái ý định chỉ trích hay là phê bình ai đó, bạn tuổi Dậu nên sử dụng những cái ngôn ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn nhé. Những cái lời nói quá trực tiếp sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là bị xúc phạm và khó thu được kết quả như ý muốn. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn đang có được cái thực thần xuất hiện. Cái điều này làm cho vận trình tài lộc của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có được cái sự thịnh vượng, vượng phát nhé. Bạn tuổi Dậu, đối với những bạn làm ăn, kinh doanh, buôn bán hay là hành nghề tự do thì có được cái cơ hội phát tài trong ngày hôm nay đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn ký kết được những cái cơ hội làm ăn đáng giá, mang lại nhiều cái khoản lợi trong tương lai mai sau cho mình nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này là từ 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020, thứ bảy của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, cái vận trình tình cảm của bạn trong ngày này vô cùng là êm đẹp nhé. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tuất và gia đình trong ngày này rất chi là hòa thuận. Cha mẹ là những người đi trước, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình. Cho nên bạn tuổi Tuất nhận được lời căn dặn, bạn mệnh cần phải rất chú ý và tiếp thu lấy nó bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, đối với những người đã im bề gia thất, bạn tuổi Tuất luôn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm về nhà có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn tuổi Tuất luôn được đối phương giúp đỡ, hỗ trợ, động viên. Bạn tuổi Tuất có thể chia sẻ mọi việc trong cuộc sống với người ấy, cho dù là lớn hay là nhỏ bạn tuổi Tuất nhé. Tuy nhiên trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, bạn mệnh lại đang có cái điểm máu gặp xui xẻo khi bị người khác đổ oan và nghi ngờ bạn đó. Bạn tuổi Tuất, bạn là người thẳng thắn và kiên cường, vì thế chẳng có gì phải sợ hãi những cái điều này cả nhé. Chắc chắn thực tế sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình là ai đó. Về giờ tốt của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân giúp đỡ cho bạn trong ngày có thể là tuổi Thân hoặc là tuổi Ngọ bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi ngày 25 tháng 7 năm 2020, thứ bảy của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày
ngũ hành tương xung, cho nên bạn Tuổi Hợi dù có nhanh mồm nhanh miệng có thể thể hiện được cái quan điểm của bản thân mình. Tuy nhiên, cái điều này bạn Tuổi Hợi cũng cần phải ý thức được cái hoàn cảnh đối với đối tượng giao tiếp với mình, nếu không bản mệnh chỉ khiến cho mọi người chê cười bạn mà thôi đó. Và ngày thứ bảy này với bạn Tuổi Hợi, bạn có tham vọng nhưng sẽ ôm đồm nhiều việc vì muốn nhanh chóng chứng minh bản thân mình nhé. Bạn đừng có để những lời thị phi bên ngoài gây ảnh hưởng đến cái suy nghĩ và quyết định của bản thân mình đó. Bạn Tuổi Hợi được khuyên cần phải kiên định và quyết đoán hơn trong ngày nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn Tuổi Hợi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ tình cảm của bạn không được tốt đẹp cho lắm. Mối quan hệ giữa bạn mệnh với nửa kia chẳng được như ý muốn, và bạn Tuổi Hợi có thể cảm thấy nửa kia không thực hiện được mọi việc theo ý của mình. Có gì bất mãn thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết vấn đề cho êm đẹp, chứ đừng có nên giữ ở trong lòng bạn Tuổi Hợi nhé. Giờ tốt của bạn trong ngày từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Sửu. Xin chào và hẹn gặp lại.